Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn 4 chiếc ốp lưng cao cấp của UAG dành cho iPhone 8 Plus. Thì cái 4 cái chiếc mà mình sẽ giới thiệu với các bạn thì nó đều đạt chuẩn độ bền cao cấp, bảo vệ máy một cách tốt nhất, và cả 4 chiếc đều nhận được chứng nhận tiêu chuẩn độ bền MIL-STD 810G của quân đội Mỹ. Và cái chiếc đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là chiếc ốp lưng UAG Monarch Graphite. Thì đây là chiếc case bảo vệ máy tốt nhất của hãng khi mà nó có tới 5 lớp cấu tạo giữ cho máy luôn được an toàn. Và đây cũng là một trong những cái chiếc đắt nhất của UAG. Thì 5 lớp cấu tạo của nó thì bao gồm là một lớp nhựa polycarbonate bên trong cùng, sau đó nó sẽ ép thêm một lớp da cao cấp bên ngoài sang trọng nữa, và thêm một cái lớp khung TPU mềm chống sốc và va đập, và thêm một cái lớp nữa là khung giá áp giả kim loại chắc chắn, và cuối cùng là bộ ốc vít bên ngoài cố định ở các góc. Thì mang trong mình một thiết kế không hề đơn giản một tí nào cả, kết hợp với mặt lưng gồ ghề cùng những đường gân nổi bật đối xứng, trang trí bằng những họa tiết dạng liên kết tổ ong và những chiếc ốc vít bên ngoài khiến máy phải nói là cực kỳ hầm hố khi mà mang chiếc ốp lưng này. Và dĩ nhiên cảm giác cầm nắm rất là tuyệt vời, không có gì phải chê cả, rất chắc chắn. Và các phím bấm bằng cao su vẫn mang lại cảm giác bấm nhẹ nhàng, không hề bị cứng như một số loại ốp lưng khác. Mặt trước được thiết kế dạng vòm nhô cao lên nên là màn hình của máy sẽ được bảo vệ vững chắc từ chiếc case này. Và dĩ nhiên mức giá của một chiếc case quá hoàn hảo như thế này tầm khoảng là 1.450.000 đồng tại FPT Shop. Và cái phụ kiện tiếp theo muốn giới thiệu với các bạn đó chính là một chiếc bao da cao cấp của UAG với kiểu thiết kế tối ưu, nhiều tính năng nhưng vẫn rất là gọn gàng. Nó vẫn đảm bảo chất lượng cùng khả năng bảo vệ khủng nhất cho iPhone 8 Plus, đó chính là chiếc bao da UAG Metropolis, ở đây mình đang cầm là phiên bản màu đen. Thì họa tiết mặt lưng được thiết kế dạng tổ ong, tăng khả năng chống bám bẩn, vân tay, đồng thời là giảm nhẹ đi cái trọng lượng. Và trải nghiệm khi ôm máy rất chắc chắn, chất liệu nhựa dẻo TPU cao cấp đầy đặn cùng kết cấu liên kết dạng tổ ong vững chãi sẽ cho bạn một cái cảm giác là bao da và máy dường như là liền luôn vào một thể vậy, vô cùng an tâm, không lo ập ẹp hay là bị rời khi mà có rơi rớt. Và dĩ nhiên điểm nổi trội của chiếc bao da này là khả năng bảo vệ chống sốc và va đập đạt chuẩn chống sốc của quân đội Mỹ. Công nghệ vật liệu độc quyền cùng với những đường gân gồ ghề ở mặt lưng bao da UAG Metropolis cho iPhone 8 Plus cũng sẽ giúp chống trượt rất là tốt, chống vân tay, mồ hôi, chống bám bẩn hiệu quả. Và nó có thể sử dụng tốt với cả sạc không dây MSC hoàn toàn một cách dễ dàng. Và bên trong của UAG còn có các rãnh thoát nhiệt giúp bạn sử dụng máy lâu mà không bị nóng, và lớp lót lông cừu ở phía trước. Ngoài ra thì cái bao da UAG này còn thêm một cái ngăn ví để đựng thẻ tiện lợi bên trong, cùng quai cài chắc chắn mang một cái phong cách của một chiếc ví cao cấp. Và với những gì mà cái chiếc bao da UAG Metropolis nó mang lại thì mức giá của nó là 950.000 đồng tại FPT Shop. Và một chiếc ốp lưng tiếp theo đó chính là UAG Plasma ASH. Thì mặt lưng được làm trong suốt để lộ mặt lưng của máy luôn. Thì nó sử dụng chất liệu nhựa cứng PC cao cấp ở mặt lưng. Thì cái này mãi mãi các bạn sẽ là trong suốt chứ không bị ố vàng như một số cái loại ốp lưng trên thị trường hiện nay. Và chiếc ốp lưng iPhone 8 Plus UAG Plasma này thực sự là ôm máy rất chắc chắn. Khung nhựa cứng bo sát vào bên cạnh sườn cùng viền nhựa dẻo TPU vô cùng chắc chắn sẽ cho bạn cái cảm giác là ốp máy dường như là liền vào một thể rất là chắc chắn, vô cùng an tâm kể cả khi nó bị rơi, và chống trượt rất tốt, chống vân tay, mồ hôi, chống bám bẩn. Và cuối cùng thì không thể không nhắc đến cái cách thiết kế góc cạnh đặc trưng của UAG, với các góc được làm lại trông vuông vắn hơn so với thiết kế nguyên bản của điện thoại rất là nhiều. Thì nói chung nhìn vào là đã thấy sự vững chắc rồi, nên là bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Và chiếc ốp lưng này thì nó sẽ có mức giá là 850.000 đồng. Và chiếc ốp lưng cuối cùng, đây là cái chiếc ốp lưng phải nói là rất là đơn giản nhất trong 4 chiếc mà mình giới thiệu với các bạn. Viền TPU dẻo bảo vệ tối đa các vị trí quan trọng của điện thoại như là 4 góc viền để khỏi bị móp khi mà rơi hoặc là trầy theo thời gian sử dụng. Viền cao su cũng có đệm khí ở 4 góc nhằm tăng khả năng chống móp méo khi mà va đập hoặc là rơi từ độ cao. Thiết kế của viền thì liền mạch với lại phần mặt lưng cứng. Ngoài ra thì cái viền ở trên màn hình nó cũng được nhô cao để bảo vệ cái phần màn hình khi mà các bạn vô tình bị làm rớt. Nói chung là UAG họ đã nghiên cứu rất kỹ về cái vấn đề bảo vệ chiếc điện thoại của các bạn, nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mà sử dụng các loại case này. Vừa rồi mình cũng đã giới thiệu với các bạn 4 chiếc case để các bạn có thể sử dụng cho iPhone 8 Plus. Và sắp tới đây thì iPhone 8 Plus sẽ được bán chính hãng tại FPT Shop. Thì đây cũng sẽ là một trong những sự lựa chọn cho các bạn nếu muốn bảo vệ chiếc điện thoại của mình. Cảm ơn các bạn, và nếu clip hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe FPT Shop Channel. Ngoài ra thì FPT Shop còn bán rất là nhiều cái loại ốp lưng khác, thì các bạn có thể truy cập lên trang web của FPT Shop để mà xem thêm nhé. Cảm ơn các bạn.